như mưa ta với một ní cực chì electron volt lý giống đó thì cùng chì môi năng này máu trong power giống bị tơi dư bà mán bàn thầm bà mán bàn mán mì lì vạt chẳng đó anh ấy gặp mình đặt lại lấy đầu tiên là đọc electron volt cùng như môi năng bitrate này bitrate đã bị chênh màu nó dư một bài tử tháp đọc sẽ cùng một môi nhà đọc electron vô nó thử bài tử chi watt đi đó bài tử chi watt mà màn watt như những đằng này watt vì nhật tì tử chi số của bạn này của số cái chữ watt vì nhật này bitrate này cái chữ vi nhật tì đó ok chắc vào cái ao chi electron volt này như thế cái chữ joule hay mà joule watt energy mà cái watt vi nó vi nhật tì ok chắc là watt nó vi nhật tì thì tham bộ này watt bài chữ watt nó vi nhật tì rồi còn milliwatt các bạn đó thì côn chỉ môi nắng anh ấy bit rate mà bit nó mà bị nhiệt tì PT anh ấy mệt energy unit cất chỉ watt côn chỉ môi nó bị nhiệt tì đấy watt bị nhiệt tì chẳng là bit rate ní cất nó mà bị nhiệt tì trong bình tì số vô bình tì nó sao ta nát power thì ok nó nên như vậy này thì ngày ngày bây giờ chẳng energy này bất kỳ cách chia electron volt dương thử bằng bài tới chia joule đại joule nó cứ chia energy cách chia watt unity để đọc bit rate này cứ chậm nguồn bit nó mà unity chẳng bây giờ con cái này dùng một watt cho nhau hay chẳng là sao ta watt thì nó watt nó hay cái power receiver đại cầm nó chỉ môi nó bit rate bây giờ nè bón còn đấy nhớ chứ nhưng giờ dạng sáng mai nhiều tiêu energy vào quạt thả pram milliwatt chẳng đâu nó cột pram milliwatt vì nhiệt tỷ chẳng côn chỉ môi nó bit rate và dương mình bảo mán đọc sai côn và môi chẳng hạn đó côn đó bị tay gì mán thốn này bây giờ chân tỏ dương kẹ này electron volt này chân dần này để pram milliwatt thông với smang output đấy tụ tớ đi bằng màn bát nó đi miền đấy xôn trích xôn môi dọ tí hoa thà energy band này cứ xôn cứ bia xôn môi milliwatt vì nhật tì dùng bài trên bề electron volt đó nè tao một tiếng smart bảo mà thật côn dùng môi nó chỉ muốn biết dương để dương kẹn đi rằng sầm mái nhé hà mì micro dịch khăn đó nè môi micro dịch khăn nè chẳng tới chiều bt smart môi lửa tê đó mình smart mát môi lửa môi micro dịch khăn mình smart đọc phải côn môi với nhỉ chẳng ai dịch khăn nè đọc môi bit nó môi dịch khăn chẳng còn đọc sai côn và mối nòng mối sẽ khấn chẳng smile và màn là đọc sai côn đọc biết đọc côn và mối chẳng bị thở chia smile và màn ấy nơi thật thốn này chẳng smile và màn là smile mà rối milliwatt chẳng này tới như vậy smile rồi milliwatt ấy mà rồi nè một quát này chắc nhé, 1000 milliwatt mà 1000 milliwatt trời này dừng mơ lấy nhỉ 1000 milliwatt trời ấy.
chân mà vạt thà sao tiêu sao tiêu ho chẳng hạn chân ban này thằng mạch dương chân ban bit rate đọc xoay côn và môi nắng bit rate chọn đọc xoay côn và môi nóng môi dịch hành nắng to tại dương ai mà đo lại to dương đã power ai mà đo lại power receiver nắng trâm mà vạt to tại receiver vô tố nó từ tool ban mà vạt từ ban system dương ai tục bitrate ban đọc đọc côn một mùi sạch hắn có tì ho khối nữa tại ở đằng là ta à cái lấy nè energy band nè rồi bỏ photo receiver nó ban và mà tập đằng cái lấy nè nè mà sân chỉ dùng mưa system bỏ từ vinh như thế cái trong ban bitrate đó là mà chi cái bit và sạch hẳn trong mà chi cái bit mà mán đọc sạch côn bit đọc bầy phẩm mùi lý phẩm bốn không đọc sẽ cùng phẩm bốn chẳng thật cùng là ta power về mà toàn đến thế giới không dùng lên chẳng ai ok chẳng chân vì rụt của môn nắng mà rụt của môn lý những cái tôi cả normalize nè đi khi nghe là đại thế t zero optimal là này thì mai mình chẳng ở nơi cái này như đã đại phần tái kia vô thì tôi cần làm lại nè nơi cái này như cái tôi cần làm lại để cái bấm lại nhỉ bit rate tại dương bị chun trên tới hay là bit rate cái thời chạy chạy này côn chim bồi này này cái thời ca nòm lái là mấy cái cú graphic mới này thế mà chẳng cái nòm lái mấy thứ cú graphic mới này chẳng đọc cái kẹn này tới chẳng đi bit rate đá ấy nữa chẳng vậy để cái tờ tool bán nó sao vậy này nè ý là nằm ở đây chẳng thì cái này ní đá và to mà tiết riêng khơi cái này PRBT zero nè nè chứng mà cái chọc ní là bọt này là đọc bên mà cái chọc ní nè 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 chân kì nó mà lại hai cái bầm lại anh ta chi đi bì điệt nè ta chết đi bì điệt không bẻ lộ con này đọc lộ chẳng ở đây cái bóng lái chỉ đi bị âm ní cái sạp tại khơi nhỉ nòm lái làm cái cố này thứ nhất cái graphic mình nhỉ bì zero bì zero lừa bì thì nhé bì thì zero chẳng bì zero là lại lệ na môi bao nhiêu những tớ anh ấy kia đã nòm lái làm cái cầm nát nhỉ muối đã đọc mà rồi chẳng đó chẳng những khơi cái bằng bàn nòm lại nó cứ tha cái bẩm lại chẳng hạn ấy cái mình chia ấy đấy còn cái bẩm lại nhà vía cụ thông mấy cái phơi tấm nào và toàn tròn vậy yeah, hai nòm lại này thôi sắm mạnh chẳng là bây giờ cái khơi nhỉ bây giờ cái khơi những khơi tha trên bìa nòm lại nó máu bì zero lưu bì thì zero nó những khơi thằng mạnh khơi thằng mạnh mùi đề cá cứ sensitive bao dương thì lại chọc nè bị rơi bao dương nè mà rồi chân chân bị mà rồi nè chân bị mà rồi nó cứ men mà rồi bị rơi đi nè thầy vô bấm lại money sân nè thầy vô bấm lại money sân chân cứ thằng bị rơi dương càng thẹn
tới thì tới trong mặt đề cả để mặt đề cả nó mặt đọc đỏ đấy đọc đọc lại chó nó p đá photo receiver dướng on bị từ dướng lại cho đài trong mà việt thống bị rèn dướng bàn thống đài là p việt cho mặt đề cả lại cho đài chắc lại cho mán đọc db xem siêu thí nó lại cho đọc db trong mặt đề cả hơi bị rèn dướng lại cho đài chẳng còn là norm line graphic mà nắng nhưng khi ta cột côn một thèm là lấy chồng chồng vò thì thật đồ và nhạt được thì ô điện chẳng thì ô nó cứ original trên miền đấy đấy chẳng là sao nó ghi thèm bitrate chẳng nhưng miền graphic muối đấy là cái sắc xá hay thua experiment là cái bị sâu để tạo dương thì mua những bit error bit error đấy thì mua những optical maximum fiber length đấy chẳng những khuyên graph với chẳng graph này cứ chỉ bit rate đấy cái tăng được b zero bit rate nhé to một tiết hàng lý cư chia distance trong ngái hay graphic tặng ở lý cư chia well lên phóng chỉ low support attenuation đấy cứ well lên nó bọc và lưu vào dương light source lấy xuống cho anh to một tiết bên nào toàn cho đi tiết anh việc sai có sao chạy kịp vào chương B0 nó cứ chỉ bitrate đây cái sắc xanh là optical fiber nó stand đà mối đó BT0 nó để dừng cái chuồn trên từ chẳng nói lại ní dân khơi anh ta này mà xin thì dân phở laser môi trọng hạ sắp rám tại mình bèo lên nó bèo lên hiện thống mà môi trọng hạ sắp rám micromet chẳng dân khơi anh ta mạch chỉ môi nằm lows đấy attenuation low nó bị gọi fiber xôn trọng môi đào mà đi bí xôn trọng đọc vào môi đi bí nó mặc lồ chẳng lồ tích hai bây giờ tụi tôi bàn nó cứ đặt bàn cho ngay rồi hồi tại đó lương một rồi cái lỗ mạng đấy nè và dương mớ nè và dương mớ nè lương một rồi cái lỗ mạng đấy minimum mà gọi những ai đã đo ra vào má nè đấy là đọc chi cái bit mà dương ai đặt một chút mà dinh gói nó đọc cái lỗ à một rồi cái lỗ thế thả một rồi cái lỗ mạng chắc chẳng một rồi chi cái bit đặt bán đó mà rồi cái lô mạng chân mà rồi cái lô mạng thì mua những system nắng mà đi power cái đạn đo mà power cái ăn giấy à mà milliwatt đấy phục thì cái đặt một chút trên tới cứ mà milliwatt nè họ cái thư bị sao nắng à. Ở đây cái tựa tool bar nó cứ đọc chi cả biết cái tại từ tệ xa bit rate bán đọc đọc chi hỏi đọc bán đọc rồi cái lô chắc ngay mình nè cái nhé hay bà kia chân ta lại ta đọc phải mọi cái lô mẹ để phải mọi cái lô mẹ thả đi phải mọi cái lô mẹ chứ chân cái thử đọc bán thầm tay mà phải mọi cái lô mẹ cái đọc bẹt ra rate bán thầm tay là đi mà hà sấp chứ hà sấp megabit là mỗi bình thì thế đó là bên mũi cho 7 micro bỏ bèo lên mà điện hình chẳng lô dân hiện thức ngôn hiện thức ngôn nó không có cái fiber nó lô hiện chở chẳng lô hiện chở để ta lên những cái lẽ không chậm ngay mùi này ưu tiêu thay nơi chậm ngay thì chẳng đặt ở bàn chẳng ngay đó mà mà rồi mà pay cái lô mát chứ nhìn tập ban ta thầm đã 20 megabit trong dịch hành này chúng ta bây giờ đã thầm cái sắp cái lô nhưng ai đập đấy ở đây cái sắp
Chúng nó lại nick cái laser đó là 3 ประเภท nè. Chỉ một nó single, chẳng là laser một ni. Cái laser đá ở trong vài nhỉ 15 hà. Còn tại ประเภท laser này fiber parrot laser như thế, anh em mình DB, DF, DFB nè. Chẳng hạn là đi DFB này fiber break laser nó nhưng khởi kia đặt bán trong ngày trong ngày hỏi để ta thấy tiếng Anh nữ để xa bán thu xong đòi vào màn mà chi anh ấy đọc chi này anh ấy đòi màn chi ấy bảy chi ấy bảy chi các bit đấy pram chi các bit chọn thứ nhất ai chấm ngay gấp đặt bán đo vào màn cái lỗ rồi cái lỗ đi với rồi cái lỗ rồi cái lỗ mày ai đo là pin của veo lên đi vĩnh laser để vào veo lên đi vĩnh hay mang thì một điện thì em nó cứ mang thì một phải bớ thì chứ cứ đặt ở chẳng ai bàn thầm đặt vào màn cái lỗ bàn thầm để ta rết vào màn megabyte rồi rồi màn rồi megabyte hay lên lại cho tiền chẳng mà thì mốt cái ở trong bàn đi cái nhé sau chật phía dìm thì mới ở bàn single một hay đi phân cho môi năng light sọ thật thiệt nhé light sọ laser và dương điện chẳng là bộ laser FP ní và Fairy Parrot laser chẳng những khơi ta Fabry và Fabry Parrot chẳng khơi là đặt ở bàn chẳng ai thì bàn thầm bà màn đây này. Mà để ta rết khó một bó là khó một trí vậy đó thì bà bài mình đặt bàn thầm đọc vào lâu vậy đi ok anh chẳng là mù là hai tầng o nâng cư đời xa ấy om thì tít nhưng sắc xa đấy để photo receiver auto tool bàn đó power để photo detector receiver bàn đó thì mình limitation chỉ muốn để ta rết phóng chỉ muốn nó amplitude phong mình thăm tập bản năng đi nè degradation signal nâng attenuation như vậy thôi nè chỉ mùi nâng data rate à lâu dương bán cho mà đó chỉ mùi nâng dispersion mùi tiết chẳng dispersion nâng signal nhưng rig cái nhé rig chẳng rig để xài nè nhưng mà slide và tốt chẳng khi dương xâm ra đầm tí sân ấy xâm ra ấy thì có bật to tiết
xong rạ sân cả ban được không? À, xong ra đọc nhật tí màu đọc đọc bay nhật tí cho mà quýnh dừng cho tới dispersion